Hello các anh em, cuối cùng chúng ta lại được gặp nhau trong một video mới. Đã hơn một tuần rồi thì cũng có một số các anh em inbox hỏi mình rằng là tại sao thời gian này thì mình lại là để video giãn cách, kiểu khoảng thời gian up video mới ấy, giãn xa nhau như thế thì thời gian này mình cũng khá là bận, cho nên là mình không thể nào mình có thể tập trung mình ra được một cái nội dung nó tròn trịa. Nếu mà để ra cho có thì lại sợ các anh em lại trách móc, lại là video này làm cho có không hay, thì mình nghĩ rằng thôi thà là không có video thì sẽ tốt hơn. Đó, còn hơn là làm cho có rồi lại bị ăn sắp, lại bị không xem kênh này nữa. Thôi thà không ra còn hơn. Quay trở lại với chủ đề của video ngày hôm nay thì hôm trước mình có được đọc một cái cụm từ, đó là old money, new money và no money. Đấy hàm ý rằng là old money là chỉ về giới quý tộc. New money đó là lớp nhà giàu mới nổi, kiểu như dạng như kiểu là ta giống như kiểu là mới bán được mảnh đất đền bù ấy, kiểu giàu lên. Vẫn no money thì thôi là cái loại kiểu bình dân học vụ. Thì mình thật nảy ra một cái đó là sao không thử phân theo cũng những cái mùi hương như thế, theo từng phong cách, đó là quý tộc, nhà giàu mới nổi và không có một cái tên tuổi gì gọi là xịt cho nó thơm, chứ không có một cái hình ảnh, không có một cái ấn tượng gì cả. Đấy, thì đây là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nói về những mùi hương theo từng phong cách, quý tộc, nhà giàu mới nổi và không có cái vẹo gì, gọi là bình dân học vụ. Đấy, thì đấy sẽ là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Tất nhiên thì cái mùi hương nó là mang một cái tính cảm quan cá nhân, và nó không thể nào mà nó 100% là chính xác được. Thì tùy theo mỗi người anh em chúng ta sẽ có một cái cảm nhận khác nhau. Đó thì mình phải nói trước như thế. Còn bây giờ anh em mình relax, let's go. Trước khi vào chủ đề chính của video thì mỗi một phong cách mình sẽ list ra gồm có 3 mùi hương. Đầu tiên đó là phong cách old money, hay còn gọi là châm anh thế phiệt, dòng dõi quý tộc. Có nghĩa là sinh ra là đã ngậm thìa vàng đó, sinh ra là đã về đích rồi, không phải lăn tăn gì hết, chỉ việc tiêu tiền thôi, chỉ việc làm sao thể hiện cái phong cách của mình thôi. Thì những cái mùi hương nào mà các anh em muốn khi mà chúng ta xịt, nó có thể là không được 10 người, nhưng cũng có khoảng 5 người người ta ngửi và người ta đã cảm thấy rằng ui giời, thằng này đúng là như kiểu nhà giàu kiểu như thế. Thì chai nước hoa nào mình nghĩ rằng là nó có thể là có thể giúp các anh em thể hiện phong cách đấy. Thì chai nước hoa đầu tiên đó là Tom Ford Oud Oud. Nếu mà để mà nói về bỏ qua vấn đề hiệu năng của mùi hương thì đây mình sẽ xếp vào là một trong những chai nước hoa mùi trầm xuất sắc nhất, với một cái tông mùi trầm không phải là mang theo một cái âm hưởng nặng, quá nặng nề, giống quá nặng, phải gọi là dùng từ quá nặng đi, nặng nề nghe có vẻ hơi gọi là bài trừ, nhưng không phải là nặng đòn giống như những cái chai nước hoa mang phong cách của Trung Đông. Nó cũng sử dụng nốt trầm hương, thế nhưng ở chai nước hoa này khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì đấy sang trọng, thượng lưu, đó rất rất là trầm anh thế phiệt. Rất là tiếc rằng chai nước hoa Tom Ford Oud Oud này thì nó bị một cái điểm trừ rất là lớn, đó là về hiệu năng của mùi. Nó chỉ đâu bám khoảng, mình nghĩ rằng nó chỉ được khoảng tầm từ 3 đến 6 giờ. Mình không biết trên da các anh em như nào, nhưng đối với da mình nó là như thế. Tuy nhiên đây là một chai nước hoa mà nếu như các anh em muốn thể hiện mình là một dạng một kiểu đẳng cấp thì Tom Ford Oud Oud sẽ là một trong những mùi hương như thế. Chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà nước hoa Acqua di Parma mà nó có tên là Leather. Đây là một chai nước hoa đối với mình cảm nhận là mang đậm phong cách của Địa Trung Hải, đất nước Ý. Một cái gì đấy quý ông, một cái gì đấy nó lịch lãm, không phải là một cái chất gai góc của chất xứ sở sương mù, chất dân người đàn ông Anh ấy. Đối với mình cảm nhận rằng những người đàn ông Anh thì họ có một cái gì đấy nó rất là thô ráp, nó rất là gai góc. Còn ở chất Địa Trung Hải thì họ có một cái gì đấy nó có gì đấy chất lãng mạn hơn, nó mềm mại hơn. Và Acqua di Parma Leather này là như thế. Khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, chúng ta sẽ thấy cái chất citrus mix cùng với một cái tông mùi da thuộc rất là, không phải là quá là phức tạp. Tuy nhiên, như mình đã nói, nếu như một cái mùi hương mà thể hiện cái chất châm anh thế phiệt thì Acqua di Parma Leather mình nghĩ rằng nó cũng rất là phù hợp. Đó,
Và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây chắc chắn rồi sẽ phải là một sản phẩm đến từ Trung Đông. Và chai nước hoa mình muốn gọi là đặt chọn niềm tin để share với các anh em, đó là Amarch Interlude Black Iris. Khác với phiên bản người tiền nhiệm của nó, đó là Interlude, nó mang đậm cái phong cách của Trung Đông, một combo trầm và nhang. Thì ở Black Interlude Black Iris, nó là sự kết hợp của iris, của trầm, của nhang, và nó tạo nên một cái tông mùi, nó vẫn có cái chất của Trung Đông, tuy nhiên nó mềm mại hơn và nó dễ ngửi hơn, các ông ạ. Đó, tuy nhiên nói đi nói lại, nó vẫn thể hiện cái chất rất là rõ vương giả của Trung Đông. Do vậy nếu như các anh em nào muốn thể hiện rằng sinh ra đã về đích, nếu như mà hợp với style của anh em, thì Amarch Interlude Black Iris là một trong những sự lựa chọn như thế. Tóm lại, với một phong cách Omani hay còn gọi là quý tộc, là châm anh thế phiệt, thì ba chai nước hoa mình muốn nói đến ở đây đó là Amarch Interlude Black Iris, Acqua di Parma Leather và Tom Ford Woodwood. Tất nhiên thì còn rất nhiều chai nước hoa khác, anh em nào nếu muốn thì comment ở bên dưới thôi. Tiếp theo đó là phong cách New Money hay còn gọi là giới nhà giàu mới nổi. Theo như định nghĩa thì đây là những người giống như kiểu là tự thân lập nghiệp đó, vay một ít tiền xong bắt đầu là startup khởi nghiệp, gặp thời thì phất lên thì giàu. Thì chai nước hoa nào mình nghĩ rằng là sẽ hợp? Đầu tiên Creed Aventus. Thôi thì bỏ qua cái vấn đề hiệu năng mùi, bỏ qua về cái bét nhiều dứa nhiều khói, ít dứa nhiều khói, hoặc là ít dứa ít khói, bla bla bla, thì đây là một chai nước hoa nó rất là phù hợp với phong cách nhà giàu mới nổi. Mình nghĩ rằng không có gì phải bàn cãi Creed Aventus. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là Dior Sauvage Elixir. Khác với chai nước hoa Dior Sauvage, với một cái phong cách bụi bặm, một cái gì đấy nó sexy, một cái gì đấy nó bản năng, nó hơi bị giống như kiểu hơi thiên về cái gọi là bụi bặm của đàn ông, một người đàn ông nó nói thế nào nhỉ, nó hơi bản năng một chút, thì Elixir nó già dặn hơn và nó có cái nét sang trọng hơn. Cho nên mình nghĩ rằng với những anh em nào mà gặp thời thì Dior Sauvage Elixir cũng là một cái mùi hương khá là phù hợp đó. Và cuối cùng đó là Kilian Angelshare, một combo của quế, của rượu và một chút ngậy, rất là thơm. Phải nói rằng đây là một chai nước hoa mình đánh giá rất là cao của nhà Kilian, trừ mức giá và cái size của nó thì nó thật là dùng hơi bị sót. Còn lại thì nếu như mà anh em nào mà chúng ta ưa thích một cái phong cách sang trọng và một cái gì đó giống như kiểu mà mình vừa nói, đó là một người startup gặp thời, chúng ta có tiềm năng về kinh tế mới nổi, thì Kilian Angelshare đam thôi, không phải gì phải nghĩ đó. Và cuối cùng đó là phong cách No Money. Đối với mình thì không thể gọi No Money đó là nghèo và hèn kiểu như thế, mà đối với mình cho rằng No Money đấy là anh em nào mà chúng ta giống như kiểu là bình dân và chúng ta xài những chai nước hoa mà nó không xấu và nó cũng chả tệ, nó chỉ đơn thuần là một cái mùi hương nước hoa thơm, không thể hiện rõ được đâu là cái phong cách của mình, thì chai nước hoa nào nó kiểu dạng như thế. Đầu tiên đó là Clinique Happy For Men, giống như cái tên gọi của nó, Happy For Men, nó giống như kiểu là anh chàng không biết mùi đời là gì ấy. Kiểu rất là đơn giản, không có một cái vẹo gì. Thì ở chai nước hoa này cũng vậy, một mùi hương của Shopee sạch sẽ, nhất là anh em nào mới lớn thì chúng ta xài chai nước hoa này thì bao đẹp bao thơm. Và như mình đã nói, ở chai nước hoa này nó không xấu và nó cũng không tốt, nó cũng không thể hiện rõ cá tính của chúng ta là gì, nhưng khi mà chúng ta xịt thì mình nghĩ rằng nó đảm bảo được cụm từ thơm đó. Chai nước hoa thứ hai đó là New York Coach. Mùi hương của chai nước hoa này chúng ta sẽ thấy có cái nét của Dior Sauvage, một phiên bản nhẹ nhàng hơn của Dior Sauvage EDT đó.
Thì như mình đã nói, chán hoa này nó cũng một dạng kiểu như là chúng ta lấy ra và xịt, chứ để mà đòi hỏi rằng nó thể hiện điều mà chúng ta muốn nói là gì thì nó hơi khó ở mùi hương của chai nước hoa này đó. Và chai nước hoa cuối cùng đó là Mont Blanc Legend Spirit. Đây là một mùi hương có thể gọi rằng khi mà chúng ta không biết nên xịt mùi gì, lấy ra bam, lấy ra xịt đó, còn bảo rằng nó tệ hay là nó xấu hoặc là nó có cái gì ấn tượng hay không thì câu trả lời là không. Tuy nhiên, một chai nước hoa mà chúng ta chỉ cần lấy ra và xịt thì Mont Blanc Legend Spirit là một dạng kiểu như thế đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với kênh em theo từng phong cách Trâm Anh Thế Việt, nhà giàu mới nổi và bình dân học vụ đó. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe nhá. Còn bây giờ, bye bye.